Ok, bữa nay tại mới biển mới tới Hawaii, Honolulu băng đó biểu hiện buổi tối rồi có mặt trăng rồi. Thì rồi sắp thì đang đám cưới đây, giống như năm ngoái tôi đi Việt Nam luôn, vẫn sợ tôi. Vậy tôi đưa cho sắp thì thấy cái này nha. Alright, mê đẹp luôn vẫn. Ok. Hey, tôi sẽ đưa cho về khoe cho Stephanie mọi người thấy cái này nha.